Con có vô tình thấy trong lời thời pháp thoại vấn đáp ngày 21 tháng 11 2020 có giảng vấn đề đồng tính có được xuất gia hay không. Câu trả lời của sư là người đồng tính không được phép xuất gia và có xuất gia thì cũng không thành tựu. Theo con được biết thì trong giới luật Nam Tông, người đồng tính nam Pandaka sư chia làm 5 loại rồi. Nhưng mà như vậy nè, cái Pandaka này không phải là người đồng tính nha. Cái bàn tá cá này á, là cái người dị tính chứ không phải là người đồng tính, nó khác à. Rồi bây giờ năm tạm chia năm cái loại này đi, ai muốn rảnh coi thì coi, mong sư từ bi dạy trả lời giúp con mâu thuẫn này, tại vì nó vốn dĩ không có mâu thuẫn mà nó giống như là mình đánh lạc hướng vậy đó. Tại vì á, cái mà banh đá cá đó không phải là đồng tính, banh đá cá đó là dị tính, nói về những cái vị như là bị hoạn quan đó, hoặc là bị mất cái chỗ đó, hoặc là cái chỗ đó bị biến dị. Nhưng mà nếu như quý vị muốn hỏi cái chuyện mà đồng tính được xuất gia hay không á, là mình phải đi xuống tận luật á, mình kéo xuống dưới đến cái phần là 20 pháp chướng ngại mà một vị khi mà thọ giới tỳ kheo phải trả lời. 20 điều đó, ví dụ như thứ nhất là ông có phải loài người hay không, thứ hai ông có phải là nam hay không, phải là người nam hay không, nếu như là loài người thì có phải là người nam hay không, thì mình phải so cái đó. Chứ còn mà mình so cái kia là giống như mình đánh lạc hướng điều tra đó, nó không có đúng nha. Mở lại tạng luật coi, chứ còn mình hỏi kiểu này giống như là mình gọi là đánh lạc hướng thì nó kỳ lắm. Cái kiểu là mình muốn người ta phải trả lời cho nó vừa ý của mình thì mới chịu, trong khi đó là cái cần câu mình không chịu coi. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Cái này hai vị có ý kiến không hay là mình cho qua? Mình cho qua hết. Xin lướt qua đi, xin lướt qua.